Dạ, xin chào mọi người nha. Tối nay bây giờ là 20 giờ. Mẹ Hương đang xách đồ vào để chăm bé heo. Mẹ Hương giờ này cũng chưa ăn uống gì cả. Cũng cầm thêm mua thêm một hộp cơm và chai nước. Bên đây là mẹ mua sinh tố cho những cái người phụ mẹ chăm bé heo lúc sáng. Dạ, đưa ngoại vậy tập đi. Dạ, mẹ Hương đang trên đường vào với bé heo đây. Đấy, mọi người xem để coi mẹ Hương có sung sướng không, nhưng mà đây là cái niềm vui và cái hạnh phúc của mẹ Hương. Đồ đạc rất là nhiều, tối nào mẹ Hương cũng tay xách, tay đeo giỏ sách rồi như vậy để vào với bé heo, tối nào cũng như vậy, một cái tấm lòng rất là bao la. Phải có một cái tình yêu thương, phải gọi là mãnh liệt thì mới có thể mà làm được những việc như vậy. Dạ. Tối là cổng ở bên sư Vạn Hạnh là không cho đi nha mọi người, nên là mẹ Hương phải đi từ cái cổng ngoài Lý Thái Tổ, cái cổng cấp cứu mà phải đi bộ vào. Cổng đó là cổng sư Vạn Hạnh thì giờ này thì người ta không cho vào, bắt buộc mình phải đi vòng từ cái cổng trước cái cổng cấp cứu đi vào, rất là xa, rất xa lắm. Giờ thì mẹ Hương vào với bé heo khoảng đêm nay thì chắc mẹ thức trắng đêm rồi với bé heo, sáng mai thì còn phải về để chăm lo rồi các bé ở nhà nữa, rất là khổ, rất là cực. Mẹ Hương đang lấy thẻ đeo vào, có thẻ thì người ta sẽ cho vào được. Xin chào mọi người nha.